mà da Phương Ly đặc biệt là nó không có bị chảy xệ nè, mọi người thấy không? Đó, cái chỗ này nó cũng không có rãnh cười nữa nè, ở đây nó cũng không có nhăn nữa nè. Đấy là nhờ cái em này nè, em này tinh chất vàng và nhau thai đó, nó giúp cho nó làm cho cái da của mình nó không có nhăn, không có chảy xệ nữa, nó săn chắc da, rất là thích cả nhà. Dòng này là dòng bán chạy nhất của thương hiệu Tronami luôn á, trời ơi bán quá trời bán, có ngày nhiều lúc bán cả ngàn chai, bán quá bán luôn đó. Vì vậy mà mọi người ai mà yêu thương bản thân của mình mà muốn mình trẻ mãi á, làn da của mình nó trẻ mà nó không có lão hóa sớm như người ta đó, da của mình nó đẹp mãi á, thì mình phải sử dụng cái chai này. Cái chai này là cái chai rất là tốt, mà tất cả những cái dòng của Tronami á, tất cả chị em có thể kết hợp lại, mình xài là mình phải kết hợp lại, kết hợp cái này kết hợp cái kia, tại vì cái nhu cầu cái da của mình á, nó cần cái gì thì mình sẽ làm, mình sẽ dưỡng như vậy, chứ không phải là mình cố chấp mình chỉ thoa một loại thôi rồi cái mình tưởng tượng ra mình nói là thoa nhiều quá nó bí da. Làm gì có chuyện bí da, Phương Lê dưỡng da bốn năm mấy gần 5 năm nay bằng Tronami rồi, không bao giờ có tình trạng bí da bí gì hết trơn, chưa bao giờ bí da mà sẽ không bao giờ bí da, tại vì cái mỹ phẩm của Tronami khi mọi người thoa vô là đi sâu vô trong da của mình luôn, và nó tan ra và nó không có bám cái gì ở bên ngoài mà lợn cợn hay là dày dày gì thêm chứ á, bám bên ngoài lợn cợn dày dày thêm á, nên vì vậy mà cái da của mình á đi sâu nhìn da mình lúc nào cũng trong veo, mọi người thấy không đó. Còn cái việc mà mọi người muốn biết là bao giờ cái hiệu quả thì nó sẽ tính vào cái giai đoạn là da của mình đang như thế nào. Có khi mình rất là nhanh có hiệu quả, nhưng mà có những bạn thì hơi chậm có hiệu quả, là biết sao, là do da mình đang bị lão hóa nhiều quá thì nó cần phải thời gian, nó cần phải điều trị, nó cần phải phục hồi da cho mình. Nhưng mà tóm lại là sản phẩm của Tronami á, là đầu tiên là Phương Lê thích là cái tính rất là an toàn, tiếp theo nữa là cái độ hiệu quả của nó, mà an toàn và hiệu quả là hai cái thứ mình cần, và đặc biệt là xuất xứ từ Nhật Bản, một cái xứ sở mà chuyên về mỹ phẩm, những thương hiệu rất là nổi tiếng về mỹ phẩm xuất xứ từ Nhật Bản, đúng không? Châu Á là Nhật Bản là số 1 rồi, còn mấy cái nước ngoài thì Ý, Pháp, chứ Châu Á là Nhật Bản là số 1, vì vậy mà nó cực kỳ an toàn.